quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Rất là xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của em Cương là cập nhật cái tiến độ mà làm nhà của em Cương tới đâu rồi cô bác nhé. Hôm qua thì nhà của em Cương thì cũng đã lập mái xong rồi. Và hôm nay lên thì cháu Lực muốn là ghi hình cho tất cả quý cô bác, anh chị là cũng biết là cái phần nhà của em Cương thì làm đến đâu rồi và xem là có sai sót nào không. Nếu mà có chỗ nào sai sót thì quý cô bác có thể là điện cho cháu Lực và bảo chỉ dạy cho cháu Lực thêm cô bác nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý cô bác, anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Hôm nay thì thời tiết ở trên vùng cao có vẻ khá là nóng rồi cô bác. Từ hôm qua đến giờ rồi, nắng rất là oi luôn. Còn như cái phần lúa của nhà em Cương thì cũng chuẩn bị là được gạt rồi cô bác ạ. Thấy một cái ngôi nhà ở dưới kia bây giờ đã hình thành rồi cô bác nhé. Nhà một ngôi nhà mà phủ những cái tấm pro màu trắng ấy thì bây giờ cũng đã được phủ lên rồi. Em Cương thì cũng đã có điện thoại rồi. Bây giờ thì cháu Lực gần đến nhà em Cương thử điện cho em Cương xem là em có nghe máy không. Ở đây thì hầu như là mấy khúc phố này thì là sẽ alo. Làm xuống bên bên nào, bên mở không ạ? Điện cho nhà em, điện cho em Cương rất là nhanh luôn cô bác, có điện thoại rất là tiện. Ngôi nhà bố có thể nói là rất là rộng của chúng ta. Có thể là bây giờ chưa làm xong thì nó sẽ hơi xuống một chút thôi. Thời gian nữa thì mọi cái đã làm, mọi cái đã xong rồi thì rất là gọn gàng luôn. Hôm qua thì cháu Lực không có được lên là ghi hình cái khúc mà lập mái này cô bác. Qua cháu Lực cũng bận một chút tại vì là hôm nay bị ốm rồi. Anh chào Cương nhé. Em chào anh. Cháu Cương xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. À, hôm nay thì các bác thợ là nghỉ à? Bây giờ thì sẽ đưa cô bác là cùng xuống từng dưới của nhà em Cương một chút. Như đây thì biết để làm gì không? Cho nó thẳng nó thẳng đây đúng đây là đây là cái cách mà các bác mà áp dụng để làm một cái ngôi nhà cô bác, để xem cái ngôi nhà nó đã cân đối chưa, xem nó đã thẳng chưa. Còn như này thì gọi là cũng là vừa để đi qua rồi bà đi dâu rồi bà ra nhà bác nhà bác à. Còn cái phần này sẽ tạo hành lang của bác nhé. Hành lang thì ở dưới kia. Xong là mở cánh cửa nó sẽ vào đây đúng không? Vâng, cánh cửa này. Đấy. Hôm nay thì các bác phải đi đâu hết rồi? Các bác thợ đi đâu hết rồi? Xuống huyện lấy xăng. Đi xuống huyện là lấy xăng à? Vâng. Thế bây giờ thì lấy xăng và chuẩn bị là bao để lập xung quanh nơi này đúng không? Vâng. Sau một thời gian thì cũng được ngôi nhà của em Cương thì cũng đã dần dần là vào hoàn thiện được cô bác. Một cái ngôi nhà mà em Cương ước mơ từ rất là lâu rồi, muốn sửa lại cho mình với bà là một cái ngôi nhà cho nó vững chắc lên. Ngôi nhà này thì có thể là rơi vào sẽ tầm được thêm 3-40 năm nữa. Đến lúc đấy thì em Cương lớn lên và sẽ lo cho em ấy thêm bà. Bây giờ thì em ấy còn rất là nhỏ, bây giờ thì em ấy còn bé cho nên là cái phần kinh tế đấy bên xã hỗ trợ thì không có đủ, em không có đủ để mà sửa lại cái ngôi nhà mới. Và rất là may cơ duyên hai anh em gặp nhau và cháu Lực cũng chia sẻ lên và cũng rất là nhiều được nhiều quý cô bác anh chị là gửi tiền để ủng hộ cho em Cương, để cho em Cương hoàn thành cái ước mơ mà bấy lâu nay em
Cương mơ ước của bác. Phải nói là cảm ơn tất cả quý cô bác anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước, và cảm ơn chị Trần Đỗ Giáng My nói riêng đã là người tài trợ chính cho ngôi nhà của em Cương. Và bây giờ thì mọi cái thì cũng đã dần xong rồi đúng không? Vâng ạ. Bây giờ chỉ cần lập xung quanh đấy thôi, và làm cái phần nền nhà này nữa. Làm cái phần nền này xong thì sẽ đổ bê tông, đổ nền ở phần dưới kia nữa, là ngôi nhà nó sẽ đủ gọn gàng và sạch sẽ rồi. Còn như cái này thế là làm để đồ đúng không? Còn cái này thế là làm để đồ của bác nhé. Để từ bên kia sang này. Đây, những cái khúc gỗ này thì được các bác là dùng để máy bào bào lại thì nó cũng rất là mịn của bác nhé. Trước kia thì người xưa thì chưa có máy bào thì thành ra là toàn dùng bằng những cái vật dụng ở trong gia đình. Cái dao này, cái búa này để đục và đéo nó cũng có cái búa này to đấy. Bác cái búa này các bác dùng để đóng nhà. Cái búa này thì rơi vào đó tầm 5 cân này. Rất là to luôn, cái búa này thì thường là làm để đấu. Hôm qua thì đông người gia hộ không? Có ạ. Có ạ. Qua thì rơi vào, qua thì được bao nhiêu mâm? 6 mâm. 6 mâm mà. Mà. Rồi. Có thể nói là xung quanh ngôi nhà của em, xung quanh hàng xóm nhà anh Cương ai ai cũng nhiệt tình, ai ai cũng ra giúp đỡ cho gia đình của em Cương. Nhưng mà sau này mà lớn lên mà có gia đình nào mà làm như thế thì vẫn mình cũng là gia hộ người ta đúng không? Vâng ạ. Hôm nay thì ở nhà em làm cái gì? Hôm nay nghỉ ạ? Vâng ạ. Là có nghĩa là các bác làm xong cái phần đóng trên thì là nghỉ ngơi một hôm đúng không? Vâng. Thế này thì còn thiếu sao ấy? Hôm qua tối quá không lập được. Tối quá à? Vâng. Thế hôm qua là lập đến tối luôn à? Vâng. Hôm qua chỉnh cả gạch thì có người chỉnh gạch, chỉnh cắt. Con trai thì lập tôn ạ. Cái gạch này thì mình sẽ để làm gì? Làm xanh dưới với là các viết xá cho làm cả nhà tắm, nhà vệ sinh. À, là đủ cả nhà vệ sinh rồi đúng không? Chưa đủ đâu, muốn làm phải làm gì? Chưa đủ à? Vâng. Cái gạch thì lấy bao nhiêu viên rồi? Mấy trăm viên rồi? 1.000 ạ. Lấy 1.000 viên rồi ạ? Vâng. Cũng có thể nói là các bác thợ cùng chấn lực cần đo đong đếm là sẽ dư ra thì sẽ làm cho và thêm cho em một cái nhà vệ sinh nữa. Một cái ngôi nhà như này chắc chắn thế này thì có thể là hai bà cháu ở cũng rất là thoải mái rồi cô bác. Mặc dù nó không được rộng như ngôi nhà cũ nhưng mà nó sẽ chắc chắn hơn cái ngôi nhà cũ rất là nhiều. Và sau một thời gian nữa thì phần bên ngoài này này cô bác này sẽ được làm hoàn toàn là bằng cái ván hết này, bằng cái ván hết này, để chắn như thế này hết này. Rồi, hôm nay lên thì thời tiết cũng khá là nắng nóng của bác, cũng chẳng có đi đâu làm được cái gì cả. Như em Cương thì thời gian này chỉ có là ở nhà phụ các bác thợ để làm thôi. Nói là một cái ngôi nhà gỗ như này làm được bao nhiêu nhỉ? Được còn một tháng nữa nhỉ? Vâng, tầm một tháng cả xây gỗ cả làm. Thầy cũng có thể là nói là rất là nhanh của các bác. Bây giờ thì đang tiến hành làm cho em Cương với bà là càng sớm càng tốt để tránh là đến mùa đông rồi thì làm một cái nó rất là bất tiện luôn. Xung quanh này sẽ là bằng tấm gỗ hết cô bác nhé. Cái này thì các bác sẽ tận dụng là bao lại chứ? Vâng. Bây giờ thì mọi cái cũng dần dần là ổn định rồi đúng không? Vâng. Như em thì càng ngày càng thấy vui không? Càng ngày càng nhìn thấy cái ngôi nhà của mình được dựng lên thì có vui không? Vui ạ. Càng ngày thì ngôi nhà sắp đã hoàn thành rồi. Có thể nói là bây giờ ngôi nhà của em Cương thì hoàn thành độ đâu đó là tầm 80% rồi cô bác. Chỉ cần là lợp ván ở ngoài này với lại phần nền này thôi. Và giấy nền nữa thôi.
và đã xong rồi. Con rô này thì hôm nọ lấy về là vừa đủ luôn à? Vâng ạ, thừa 10 tấm. Thừa 10 tấm à? 11 tấm. À, 11 tấm thì sau này có thể tận dụng lại làm cái khác được. Vâng. Nhưng mấy nữa mà làm mà bán được thừa thì thay cái kia thì các bác làm cho. May trên này cũng được lá ván ạ. Trên này à? Vâng. Trên này sẽ làm một tầng ván nữa đúng không? Vâng. Trên này thì ván bằng tre đấy chứ? Vâng. Không, ván bé này. Ván bé này à? Vâng. Chứ ở trên nóc á. Vâng. Ván nó để sẽ tránh, nó sẽ làm trần đúng không bác? Nó sẽ để tránh nóng một chút, để sau này trên tầng mình còn để được cái gì đấy. Đấy, cái ngô. Đấy, để còn gạo, vạc gạo hay ngô nữa. Sau này thì bếp thì sẽ làm ra kia như nào? Em chưa biết nữa. Chưa biết à? Hôm nay mà mình làm tránh cái tránh làm bếp ở nhà đi cho nó đỡ đen nhà đấy, chứ không là sau này nó cũng đen hết nhà thôi. Sau này thì nó cũng trở lại về cái khung hình cũ của cái nhà đấy thôi. Thế bây giờ thì cũng đã ngôi nhà của em thì cũng đã được bên xã này hỗ trợ này, và anh cũng hỗ trợ nữa. Nhưng mà điện thoại ông nội thì có dùng có tốt không? Tốt ạ. Tốt à? Vâng ạ. Dùng mà có gọi điện có mượt không hay là bị như nào không? Gọi điện cũng tốt thôi. Gọi điện cũng tốt à? Vâng. Thế bây giờ thì có cái điện thoại này vào thì có cái để liên lạc rồi, có cảm thấy thích không? Có ạ. Đấy, nhưng mà đừng có là có cái điện thoại như này mà suốt ngày mà chơi game nhá. Vâng. Anh mà lên, anh mà biết mà chơi game là anh sẽ lấy lại về đấy. Vâng ạ. Thì anh chỉ là cái này là lấy cho các em, các bác thấy là các em là có hoàn cảnh khó khăn, thương các em, muốn mua cho các em thì mình làm cái gì nó cũng phải là đúng cái nghĩa của nó nhá. Vâng ạ. Đấy, để xứng với lại cái tấm lòng của các bác mà gửi cho các em nhá. Vâng ạ. Những cái đồng tiền mà các bác gửi về cho các em cũng là mồ hôi công sức của các bác. Các bác thấy thương các bác mới gửi cho các em đấy. Vâng ạ. Đấy. Bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới bác Cindy Lê nhá. Vâng ạ. Đấy, bác bà mà đã mua điện thoại cho em đấy. Vâng ạ. Con cảm ơn bà. Rất ơn bà rất là nhiều ạ. Đã mua điện thoại cho con để liên lạc với họ. Con biết ơn bà vô cùng. Con chúc bà và gia đình luôn luôn thành công cho công việc. Lúc vừa rồi thì em Cương lại gửi thêm một lời cảm ơn tới bác Cindy Lê. Và nói là bây giờ ngôi nhà của em Cương dần dần được ổn định rồi. Có công của tất cả quý cô bác anh chị mạnh thường quân rất là nhiều. Bà thì đang ăn cơm nhà bác à? Vâng ạ. Em thì đã ăn cơm xong chưa? Ăn xong rồi ạ. Xong rồi à? Vâng. Đấy, như là trước kia cháu Đức lên chia sẻ với gia đình của nhà em Quân với nhà em Cương với cô bác. Một cái ngôi nhà mà vào trong thì phải nói là rất là nghiêng rồi. Và có những cái cột thì nó cũng đã bị hỏng đi rất là nhiều rồi. Và bây giờ thì phải nói là mọi cái rất là hoàn hảo rồi cô bác. Cái gì? Từ cái khúc mà gỡ nhà, xong đến lúc mà dựng khung nhà, đến lúc mà chuẩn bị hoàn thành một cái ngôi nhà rồi. Và mọi cái đến em Cương rất là tốt đẹp luôn. Được tất cả cô bác anh chị Mạnh Thường Quân là thương em Cương và gửi những tấm lòng vàng của cô bác anh chị dành riêng cho em Cương nữa. Bà thì có vui không? Dạ có ạ. Có à? Vâng ạ. Sau này mà làm nhà xong thì em có thể là yên tâm đi ra ngoài làm thêm nữa nhỉ? Vâng ạ. Đấy, trước kia thì em ấy còn có do dự là ngôi nhà của mình nó bị quá là nhiều rồi, thành ra là em có một cái gánh nặng như này rất là lớn trên đôi vai của em rồi. Và bây giờ thì cũng đã được tháo dỡ đi rồi, không có còn là phải đi vay mượn thêm ai nữa. Ngôi nhà của em Cương bác thì sẽ làm được 1, 2, 3, 4 là 5 gian.
năm gian như này thì trong đó rơi đâu đó là tầm 70 m2, khá là rộng rãi cho hai bà cháu luôn rồi. Và bây giờ lập cái phần trên xong thì phải nói là nắng mưa thì cũng sẽ làm được rồi. Mà hôm nay thì các bác lại bảo là nghỉ thêm một hôm đúng không? Vâng. Nghỉ là để đi lấy xăng đúng không? Vâng. Đi lấy xăng về thì còn có xăng để mà cưa, xong lại để còn để mà bào nữa. Bây giờ thì chỉ có ở trong nhà là bào thôi đúng không? Vâng. Không có phải đi ra lá nữa đâu. Trước kia thì đối xuống thì còn phải đi xuống lá để mà các bác này. Sau này mình có thể là để sắp xếp lại cho nó gọn gàng vào. Ôi sao đấy lại có nước ấy? Nước từ trên kia xuống. Cái nền nhà của em Cương thì rất là chắc chắn luôn bác nhá. Phải nói là ở đây thì được 3 đến 40 năm rồi. Thành ra là không chưa có xảy ra vấn đề mà bị sạt lửa nào. Vấn đề mà bị sạt nào, cho nên là cái phần này thì không có rất là yên tâm. Còn lại đây thì có một cái khe nước, chắc là nó bị dò được cái này xuống. Cái này thì sẽ để làm quỳ đấy chứ. À không, cái này để làm bán đấy. Bán. Cái này để làm bán cùng chi đúng không? Bây giờ thì được làm và kê lại cái cột đá này lên này các bác này, thì nó sẽ tránh là nước với lại tránh là nó bị mọt, không là chứ không là như trước kia cháu được lên chia sẻ các bác thì có những cột đã bị con mọt nó ăn đi gọi là một nửa rồi. Cái này thì sẽ để dán thôi. Vâng. Ở đây thì cũng được các bác là đục này, đục để làm để ván. Cái khe này là sẽ để ván này đúng không? Vâng. Chỗ này là dùng bằng khỏi máy cưa luôn chứ? Máy cưa. Vâng. Một đường máy cưa luôn à? Vâng. Hay là hai đường? Hai đường máy cưa. Hình như cô bác có thể nhìn thấy từ xa là bây giờ ngôi nhà của em Cương thì mọi cái thì cũng đã được dần ổn định rồi. Và nãy cháu Lực nói thì rơi đâu đó là tầm 80% thôi. Bây giờ chỉ cần làm phần hiên này nữa thôi là xong rồi. Cương thì đeo dao chuẩn bị đi đâu đấy? Xem cây. Đi xem cây à? Là đi xem mà có sợ mất hay không đúng không? Rồi. Có ở xa đây không? Gần hả? Gần thôi à? Thì anh cùng em đi mà. Thế là chó con của nhà ai đây? Là bác ạ. Là bác à? Ở trên thì cũng đã lợp pro xong hết rồi. Và bây giờ chỉ hoàn thành cái ở phần bên ngoài nữa là xong rồi. Còn là cái phần nền nữa. Và đây thì là máy bác sẽ dùng để xẻ, xong là làm cái phần ván ở xung quanh ngôi nhà của em Cương á. Xe này em dùng để chở vật liệu chả hỏng hết cho bác à? Hỏng hết rồi à? Cái này bác cũng để là để chở đồ đấy chứ? Vâng. À. Và trong thời gian qua thì cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng kênh bản em. Để kênh bản em đi giúp được những cái hoàn cảnh mà còn khó khăn ở trên vùng cao này. Có thể nói là biết ơn tất cả quý cô bác anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước rất là nhiều ạ. Hình như ở dưới này có hai cây đúng không? Hai cây này thì là ngày mai là sẽ xẻ à?
Ôi, hôm nọ xẻ một nửa rồi à? Trẻ, hôm nọ xẻ là làm gì? Để làm cửa à? À, là ở dưới kia còn một cây đúng không? Đây còn một cây đúng không? Đấy, bốn cây này. Đấy, bốn cây này thì có thể đủ lại làm ván rồi đấy nhở? Đấy, hôm nọ thì cái anh mà làm gối của bác cháu lực có nhờ anh đi theo một hôm thì được anh đánh giá tất cả là mọi cây gỗ ở đây thì rất là tốt luôn. Cái chỗ rừng này có phải rừng của nhà em không? Không ạ. Không đâu à? À, đây là hôm nọ là các bác thợ là xẻ đây à? À, cái này ở gần nhà thì cũng không sợ mất cho lắm nhở? Đấy, nếu mà ở xa nhà thì phải là chặt xong là để xẻ luôn đấy. Đấy, cây gỗ này thì cũng để xẻ làm ván đấy này. Nhà em là sắp chuẩn bị được gạt rồi đấy nhở? Còn độ đâu đó tầm một tháng nữa làm xong nhà thì chắc là cũng được gạt rồi đấy nhở? Ở dưới kia thì có một cây to nữa. Cây này thì hôm nọ chặt đi một đoạn này à? Vâng, làm cây ngang đấy ạ. À, là làm xẻ cây ngang đi một đoạn này đúng không? Vâng. Ủa, kia là cái bản à? Vâng. Cái kia là của ai đào? Bác ở trên này. Bác ở trên này đào à? Vâng. Cái kia thì bác có bán không? Không biết. Không biết à? Ủa, cái góc nó rất là to luôn đấy, thân cây kia. Không biết là làm cái bản được không? Có khi là làm kiểu được cái bàn rồi đấy. Bác ấy quốc gia để làm cái bàn. Bác ấy quốc gia để làm cái bàn à? Vâng. Ôi. Bây giờ là còn bốn cái cây này chưa xẻ đúng không? Vâng. Thế ngày mai thì các bác đã xẻ chưa ngày mai ấy? Chắc ngày mai dưỡng nhà trên này ý việc. Là những ngày mai nhà kia có việc nữa à? Vâng. Ồ, phải nói là dân bản ở trên này có bác nhà nào có việc thì là phải đi hộ nhà đấy một chút thì mới sau này nhà mình làm cái gì thì người ta mới ra có hộ được. Như ở bên kia là có cây chuối rừng à? Vâng. Anh em mình đi xem nào, xem có quả không. À, Cương thì em ở trên này thì lên trên rừng nhiều thì có hay gặp tổ ong mật nào không? Có. Có á? Nếu mà lúc nào có thì bảo với anh nhé. Thế anh thu mua lại và anh bán cho các bác ở trên kênh. Đây là đây là cái chuối rừng đúng không? Ui, chưa có quả đâu. Cây này chưa có quả đâu. Nếu mà cây chuối rừng này mà nó mà có quả rồi thì dùng để ngâm rượu xong là cũng nó là một cái bài thuốc đấy. Hôm nọ là em đi bộ đi nhà em sửa đi vào đường nào? Đi vào đường này à? Vâng. Ôi dồi ôi. Nọ thì em Cương đi hộ em xử là một hôm là đi bộ tận lên trên này này. Hai anh em thì có thể nói là chung một cái số phận cho nên là bây giờ có điện thoại rồi thì hai anh em điện với nhau. Em có số điện thoại của anh Sử không? Có rồi à? Vâng. Thế hôm nọ là lên là lấy số luôn à? Này, hai anh em cũng biết là có điện thoại và để liên lạc với nhau rồi đấy. Nhà anh Sử thì cũng chuẩn bị là làm nhà rồi đấy. Nhưng mà chắc là nhà em xong trước nhà anh Sử. Nhà anh Sử thì bây giờ thì mới chuẩn bị là đào nền thôi. Mấy cái cây gỗ này thì hôm nọ là cũng được là hoàn toàn là nhà em Cương là để mua lại hết cô bác. Tại vì là nhà em Cương thì không có rừng. Và rừng thì có ít nhưng mà không có cây to để mà để tận dụng để làm gỗ được. Củi đun thì chắc thời gian này không phải lấy nữa đâu má nhỉ? Vâng, lấy cành. Đấy, thời gian này chỉ là tận dụng để đi lấy cây, cành rồi thôi. Còn cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng là lên cập nhật cái tiến độ mà làm nhà cho em Cương là đến đâu rồi cô bác.
là bây giờ thì có thể nói là hoàn thành độ tầm 80% rồi. Đấy, bây giờ thì yên tâm rồi nhá. Đấy, lúc nào mà hoàn thành xong nốt cái phần làm nhà đấy thì anh sẽ thanh toán cho thợ nữa, là mọi cái là xong rồi đúng không? Vâng ạ. Đấy, không có cho em để có thể nói là bỏ đi trên đôi vai của em một cái gánh nặng rất là lớn đối với em. Đấy, em thì là một người mà rất là ít nói, nhưng mà em sống rất là tình cảm. Hay ở đây thì tất cả cô bác ai ai cũng cảm nhận được cái điều đấy. Đấy, và thương em, thương bà rất là nhiều. Đấy, vừa rồi thì bà là đang đi ăn cơm, thành ra là cháu lực không có đi vào và ghi hình bà nữa. Chỉ là nói chuyện với bà, và bà cũng phải nói là bảo là biết ơn tất cả các cháu và biết ơn tất cả các cô chú anh chị ở trên này rất là nhiều, đã luôn luôn giúp đỡ tới cho ông bà, đã luôn luôn giúp đỡ tới gia đình của em, đã luôn luôn giúp đỡ tới em Cương và bà của mình. Đấy. Và trong thời gian qua thì cháu Lực xin được gửi một lời cảm ơn tới tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị làm mạnh thường quân rất là nhiều, đã luôn luôn đồng hành cùng bản em và đi giúp đỡ được những hoàn cảnh còn là khó khăn ở trên vùng cao này. Đối với những hoàn cảnh mà các em mà mồ côi cha mẹ của bác thì cháu Lực sẽ đi đến và chia sẻ những hoàn cảnh đó để lan tỏa những cái cuộc sống của các em tới quý ông bà, cô chú, anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước. Bây giờ thì kết thúc phim hôm nay, cháu Lực xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị. Cháu Cương xin được chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Đấy rồi. Đấy, bây giờ thì hai anh em mình xem là đi xem chỗ nào nữa. Thì anh em mình đi nốt nhá. Vâng. Ở bên kia thì còn chỗ nào nữa không? Không ạ. Không à? Trên này thôi. Còn trên này thôi à? Vâng. Rồi.